Mệt mỏi dữ à. Hôm qua ăn nhậu dữ quá mà hôm nay dậy dễ gì nổi. Thôi dậy đi chứ, sáng mảnh mắt rồi. Dậy hỏi công chuyện miếng coi. Gì nhức đầu quá, hỏi gì chút không hỏi cũng được vậy. Chút hả? Ông tôi ngày cứ một chút. Mấy chút của ông là thành nhiều chút á. Bảnh mắt được kia kìa. Ngồi xuống đây tôi rót cho ly trà uống tỉnh táo. Hỏi công chuyện miếng ơi. Hỏi gì hỏi đại đi, mệt quá. Hôm qua tôi đưa tiền kêu qua bên nhà của bác hai trả tiền rồi qua chưa? Qua rồi. Rồi đưa tiền chưa? Rồi. Ông nhìn thẳng mặt tôi, ông nói chuyện nè. Tôi mệt luôn, muốn gì gặp ổng đi, hỏi coi có hay không. Trời đất ơi, quá trời quá đất ông rồi. Tôi kêu ông đưa tiền cho ổng. Thì rồi. Rồi thì nhìn mặt tôi nói nè, cái dòng mà rồi mà không. Không có gì mặt. Phải nhìn trả thôi chứ nhìn chi. Thiệt là đưa rồi đúng không? Nhìn nhảy hoài mệt quá nha. Trời ơi, ăn nhậu bê tha nguyên ngày hôm qua rồi. Bây giờ còn la lối gì nữa. Bực mình. Tôi nhờ ông qua mà nó kiếm đi công chuyện con chút à. Mà ông đi trời ơi, tôi nói từ sáng tới chiều tối à. Chồng con gì lão tôi mắc dịch mắc gió, tôi kêu ông về chắc tôi ngủm cụ tỏi luôn á. Không nói nhiều đó. Bây giờ ở nhà coi chừng nhà giùm tôi một cái. Đặng tôi đi chợ tôi nấu nướng. Ôi gì có khỉ ho coi. Làm bấm gì vậy? Tao nói gì kệ người ta đi. Ở nhà làm ơn coi chừng nhà á. Lấn lên sân là vừa phải đó. Rồi có ăn cơm không? Ăn cho ăn, không cho nấu thì thôi. Không cần thiết đâu. Mặt quả quạo hoài. Đi chợ á. Ngày nào cũng như ngày nấy sống. Ngày nào cũng ăn hết á. Chắc mình tôi ăn à. Dũng hả? Có làm gì không? Vậy thôi chạy qua anh ba gấp đi. Có việc gấp. Liền đi, anh ngồi anh đợi. Nha. Anh ba ơi! Vô đây! Trời đất ơi, làm gì mà giờ này gọi cho em rồi? Nè! Đừng nói với em á là hôm qua nhậu không đã rồi bây giờ rủ qua đây nhậu nữa nha. Nhậu gì nổi nữa, đầu anh giờ cũng bể luôn rồi nè, nhức quá trời quá. Mà uống cái gì mà uống dữ gì không biết nữa. Anh á, em đã cản rồi, em nói anh á, trời ơi cái tửu lượng của anh yếu thì anh uống ít thôi. 2-3 ly đầu là anh thôi anh uống thôi, anh ngưng anh không uống nữa. Lúc sau anh sung quá là anh vô mà anh cầm nguyên chai anh tu không. Ủa mà quên, anh gọi em qua đây nói có chuyện gấp là cái gì? Qua thì lúc mà ghé em đó là tăng hai. Sáng anh qua nhà Tài đi muốn gặp bác hai trả tiền cho ổng. Vợ anh đưa tiền trả ổng đó mà. Rồi trả chưa? Không có ba chú hai ở nhà. Thì đưa cho thằng Tài. Muốn đưa cho nó, nhưng mà cái tánh thằng Tài thì nó cũng không có chắc ăn. Cho nên là thôi chờ đưa cho tận tay bác chú hai cho chắc ăn. Tại vì chú hai mình mượn ổng thì phải đưa cho ổng. Rồi đưa chưa? Đưa không, anh không có đưa. Không đưa thì mình cầm về. Thì đó anh cầm về chứ. Mà nó sao kỳ quá. Kỳ gì? Em có thấy cái cọc tiền anh không? Khoan. Ý của anh tóm lại là hồi nãy giờ anh nói á, là chị Tuyền đưa tiền cho anh đem qua nhà chú hai đưa cho chú hai. Thì vậy đó. Nhưng không gặp chú hai. Xong rồi anh đem tiền về lại. Anh còn giữ lại. Thì đúng rồi. Thì qua tới nhà em. Đó là bắt đầu bây giờ anh bắt đầu kiểm lại thì không thấy tiền nó đâu nữa mà không biết anh rớt á là em có thấy anh có cầm qua không, không biết nữa. Đầu đêm suy nghĩ coi. Hôm qua lúc mà anh qua bên nhà em á là anh nhậu trước rồi. Cho nên lúc anh qua là anh say mềm mềm rồi. Mà em đâu có thấy anh cầm theo tiền gì đâu. Chắc có mà, anh đi về anh chắc cứu là có. Ủa mà có hay không em cũng không biết nữa. Tại anh cầm thì anh bỏ trong túi. Lỡ như anh có cầm em cũng đâu có thấy. Thì đó. Nhưng mà anh suy nghĩ kỹ lại coi là có đưa chưa. Hay nhiều khi đưa rồi mà anh quên. Không có, lạc đâu rồi, anh không có đưa Tài. Anh cất mà, anh nghĩ là em thấy anh sai của em giữ dùm anh. Giờ anh hỏi em không có giữ thì bây giờ mới rối cho anh đi chứ. Nè
Đừng nói là hôm qua mà rớt ở nhà em nha. Trời ơi, nhà em hôm qua là có tiệc cho nên là người ra người vô đông đúc. Anh mà rớt nhà em người khác lượm em cũng có biết. Anh không nói vậy, anh không có ý vậy đâu. Nhưng mà anh hỏi em nếu có thấy hay là có ai lượm nói người ta tiếng gửi lại anh. Em hiểu rồi, nhưng mà cái vấn đề là hôm qua giờ em không có nghe ai nói lượm tiền gì hết. Mà tối hôm qua nhậu say quá rồi em đưa anh về. Trên đường đi là em cõng anh nè. Hai cái tay anh hoàng qua anh xiết cổ em muốn chết luôn. Đâu có thọc tay vô túi. Cho nên là trên đường đi cũng không thể nào mà rớt được. Kỳ ta. Không có mà tiền đó mà bây giờ mà không tìm được. Anh bỏ nhà anh đi luôn á. Trời 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 nè nè nè. Bậy bạ không à. Không phải, nó tùm lum chuyện đó em ơi. Anh thấy không ổn rồi. Trời ơi. Vậy? Chị Tuyền ở nhà anh á rất là khó. Mà bà keo nữa. Đưa tiền cho anh mà anh không trả. Bây giờ mà lỡ như chú hai ông qua đây ông đòi một cái là bể chuyện nha. Đang là lo. Lúc đó là chị Tuyền là bà xử đẹp anh luôn đó. Đang lo cái đó. Thì giờ trước mắt thì cái việc nó tính sau. Còn bây giờ em giúp anh đi. Giúp gì? Giúp anh cái này thì anh em mình mà anh nói kỳ quá ngại quá. Ngại thôi, đừng nói em đi về chút. Phải nói thôi, phải nói. Em tìm cách nào em chạy em kiếm anh 10 triệu đi. Trời ơi. Kiếm liền đi để anh giải quyết rồi. Anh ơi. Anh coi anh chắc để tiền là lạc ở đâu đó. Anh 10 triệu chứ không phải 10 ngàn. Trời ơi, em làm gì có tiền mà tự nhiên cho anh mượn. Cái chuyện này chuyện của anh thì anh tự giải quyết đi chứ sao nói em. Thì của anh biết cho nên anh nhờ em. Em là em mốt của anh. Thì em giúp anh được thì em giúp. À, còn em biết anh đang nó vào thế kẹt anh mới nhờ đến em. Còn nếu em mà nói cái kiểu đó tình nghĩa anh em không còn nữa thì anh lôi cả đám vô cho nó xong vô rồi. Ủa tự nhiên lôi cả đám là sao? Nó lôi chứ thì phải có em rồi có thằng này thằng tài thằng này thằng nọ tùm lum thì lôi vô chơi vui. Ý anh nói anh lôi tụi em vô là tại em mà anh say. Rồi vì anh say cho nên mới mất tiền là lỗi của tụi em á hả? Chuyện đó em suy nghĩ đó, em suy nghĩ thôi. Còn anh nói là anh lôi á. Em không giải quyết được 10 triệu cho anh mượn giùm anh thì gì? Em không có tình nghĩa gì anh thì anh tính. Gì kỳ vậy? À, tự nhiên chuyện của anh mà giờ thành ra chuyện của em. Có tánh anh vậy đó. Thôi thôi mệt quá, bây giờ em tính vậy nè. Bây giờ lỡ rồi anh em với nhau từ hồi đó giờ. Tình làng nghĩa xóm thì bây giờ là đồng cam cộng khổ. Lôi thằng Tài vô luôn anh. Cái tự nhiên em nói mà em không chịu đâu. Anh lôi hết. Anh lôi hết luôn nếu không giúp anh. Đừng có nói tánh anh, nói là anh làm á. Rồi, anh đợi em một lát. Đưa đây. Tiền hả? Dạ không. Nữa. Alo, Tài hả? Qua nhà anh ba gấp. Dạ, xin phép anh ba em về. Ông có cửa. Về khơi về. Qua đây ngồi. Ít. Đúng rồi, qua kia ngồi đi. Có giải quyết xong vậy. Thôi nha, cái vụ này em không chịu đâu nha. Cái vụ này không liên quan tới em nha. Rõ ràng hôm qua em nói đưa tiền cho em đi. Nhìn mặt em đó, mày gian lắm. Tao không đưa cho mày đâu. Cất lại. Bây giờ mất rồi. Đủ rồi em hả? Không có chuyện đó đâu nha. Mày cãi à? Không phải vì mày à? Tao không liên quan đến em. Sao không liên quan? Trời ơi. Mày nghĩ sao không liên quan? Liên quan tới em chỗ nào? Bây giờ anh mới vạch ra nè. Nè, anh mới vạch ra cái câu chuyện đó. Tại sao cưng phải dính vô câu chuyện này? Đúng không? Tại vì anh đem tiền qua trả cho chú hai. Có câu chuyện này cưng biết rồi. Dạ. Qua không gặp chú hai. Anh gặp thằng Tài. Dạ. Đúng không? Dạ. Đúng ra anh phải đưa tiền cho thằng Tài cất. Dạ đúng. Ừ. Đúng không? Là em giữ để đưa cho ba em. Đúng rồi. Nó rất là đơn giản đó. Là nó xong công việc rồi đó. Nó không có phải như lớn chuyện như bữa nay đâu. Vậy tại sao anh không đưa? Thì cái lý do là nhìn nó sao? Nó đâu phải là cái người mà uy tín như anh em mình. Đâu phải như anh. Anh là cái người uy tín. Anh nói anh giữ lời. Và anh làm không có gì sai với ai. Cho nên anh không đưa em là tại vì vậy. Vì cái đó anh mới đây, mới đây, về đây, đây, đây. Đó. Tôi xin được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt. Tại vì anh ba anh còn say cho nên anh nói chuyện hơi lòng vòng. Ý của anh ba là đi qua nhà ông đưa tiền cho ông. Đưa tiền cho ba ông. Nhưng không có ba ông thì đúng ra phải đưa tiền cho ông. Nhưng mà tại vì cái mặt ông gian quá, không đáng tin tưởng. Chính vì vậy anh ba mới đem tiền về lại và bị mất. Là không do phải. Ông. Không phải, mình đừng có nói nặng nó quá. Trời ơi, không nó phải. Nói như tạt nước vô mặt em. Không anh có ba. Đâu, anh ba nói vậy nè. Tại vì anh ba đưa tiền cho cưng là cưng cất. Cưng không đưa lại cho ba cưng. Rồi, không có, không. Em xài luôn. Rồi anh kêu bằng ba em sẽ nói nặng nói nhẹ anh. Vì vậy anh không tin em là vậy. Chứ không phải là em làm xấu gì. Thì đúng rồi đó. Đó là rồi. Vấn đề đó. Anh phải về thôi. Rồi em kéo anh lại nhậu đúng không? Ừ, tại em thấy anh buồn. Đây, cái vấn đề đây chỗ này nè. Cái chỗ này mới lớn chuyện nè. Đúng là để anh về đi. Em phải cho anh về là không có gì xảy ra. Tiền anh còn nguyên. Em kéo anh lại nhậu.
nhậu mà đến nỗi là nói chung anh đi anh muốn lũi xuống mương luôn. Trời đó, đúng rồi, bê đúng bớt rồi. Anh nói thiệt anh tỉnh lắm. Đúng 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 anh rồi mà. Anh như thế này, nếu em không kêu anh nhậu thì anh tỉnh anh đi sẵn sẵn về nhà là tiền còn nguyên. Anh phải nhậu vì em, anh thương em, vì tình anh em. Anh ba, máu mủ sớm giềng. Anh ba, em có ý kiến. Tính ra là nãy giờ anh phân tích á, cái lỗi là nó nằm ở bên phía anh Tài. Còn em là em không có lỗi gì hết. Em không có gì để cho anh đang làm việc đó. Em xin phép em đi về trước. Em ngồi đó khoan để em có mặt em làm chứng. Không, em đâu có bị cái gì đâu. Đi về tao phóng chiếc dép vô mặt mày đừng liền luôn. Đừng có, tao quyết định vậy nè. Bây giờ, đó là vấn đề em làm cho anh mất tiền là tại vì em nói anh phải nhậu với em. Đúng rồi. Anh sai xỉn và đầu tiền anh rớt ở đâu anh cũng không biết. Thì đúng ra anh không nhậu thì em hiểu là, rồi đúng em không? Em hiểu rồi là nhưng, em nhưng mà ý của em ở đây á là lỗi của nó, còn em không có lỗi. Bởi vì hôm qua lúc mà ở nhà em nhậu tất niên rồi thì em đâu có biết anh em tiền theo. Đúng rồi, anh vô nhà em em quý anh đúng. Thì em mời anh ở đây nhậu. Còn cái chuyện mất tiền em không biết. Đó là cái chuyện mất là giờ nãy giờ biết là tại nó rồi đúng không? Trời ơi, dạ. Đó là một giai đoạn là em phải có dính líu vô cái vụ này. Rồi cái vụ thứ hai. Dạ. Nếu em không có tất niên. Dạ. Ha, thì anh đâu có ghé. Anh về luôn thì tiền vẫn còn nguyên. Ủa là bây giờ là anh bán qua em luôn hả? Chưa bán dạ đâu. Con. Chưa bán đâu. Vô nhậu cái thận của em dạ. Mới xảy ra sự cố này. Anh không còn thôi anh đừng nói được gì hết. Bây giờ anh im, anh đừng có nói nữa. Bây giờ tóm lại là anh muốn tụi em làm cái gì? Thì nếu em nói vậy thì anh nói ngắn gọn, nếu muốn không có dính chung cái chuyện này thì mấy đứa tìm cách cứu anh. À, hai đứa em tìm cách cứu anh, làm cách nào thì làm, bất cứ giá nào. Rồi còn không ấy là tới chuyện này thôi, rõ ràng là tất cả làng cả xóm gia đình đều biết hết. Thôi lý quá, có lý chứ. Thôi bây giờ em hiểu rồi. Bây giờ nói chung tóm lại ý của anh là bây giờ là mất tiền, hai tụi em phải chia nhau chịu trách nhiệm. Bây giờ 10 triệu thì mỗi đứa chịu 5 triệu đúng không? Hớ cái gì nữa, mày không nghe anh nói hả? Nhức đầu muốn chết à. Không có biết cái gì, bao nhiêu triệu anh không biết. Chỉ cần 10 triệu mà hai đứa phải giải quyết cho anh sao đủ 10 triệu. Còn nếu không, không yên với anh. Đó, cho tay quầy hết. Rồi, tụi em biết rồi. Cái thằng này làm ăn lớn không được. Con nhiều đó mà cũng không xong. Chắc giải tán. Giải tán cái miệng này quá. Anh ba. Tôi tưởng mày chết rồi chứ. Trời ơi. Sao cái miệng anh độc như vậy? Sao giờ này chưa xong? Thì anh cũng phải cho em thời gian để mà em về em xoay sở em kiếm tiền chứ. Thời gian cái gì? Thời gian là ngàn cân treo sợi tóc trong lúc này. Còn một tiếng nữa thôi phải giải quyết cho xong. Mày lề mề với thằng Tài nữa. Rồi tiền của em nè. Đưa đây. Nhưng mà cái gì? Còn thằng Tài đâu? Thằng đó làm ăn chậm rãi giờ này không có nó thì làm sao giải quyết? Thằng Tài nó về nhà của nó, còn em về nhà em đâu có biết đâu. Làm ăn như rùa vậy. Anh, hồi nãy á là em gặp chị Tuyền đi với lại chú Hai. Trời ơi, không biết là hai người đó có biết chưa nữa. Cái chuyện bây giờ tao tính hết rồi, biết hay không gì để tao tính, đổ hết cho thằng Tài đi. Mày hiểu chưa? Hiểu ý tao không? Tức là mọi chuyện bây giờ là mình cứ đổ lỗi qua cho thằng tao Tài. Đổ cho nó qua đưa tiền nó rồi. Đó, đưa tiền cho qua gặp ba nó, không có ba nó đưa tiền cho nó cất mà dạ. Nó không đưa vậy là lỗi nó hết. Dạ thôi, tuy là lương tâm em hơi áy náy một chút xíu nhưng mà thôi vậy đi, sắp xếp vậy đi, cứ đổ lỗi cho nó đi. Mày mệt mỏi nó quá thôi, năm sau không làm ăn với mày nữa đâu. Rồi mà bốn gì tiền là tiền, mày mai mốt có làm ăn đàng hoàng chút xíu đi. Làm ăn gì cũng đàng hoàng, có nhiêu đó mày chờ đợi mày biết. Trời ơi, làm như vậy lấy tiền ra được, mày biết tao ngồi trên đống lửa không? Chắc em ngồi trên nóng nước à. Ngày hôm nay giải quyết không xong, tao dọn nhà, qua nhà tụi bay ở luôn. Thôi bớt giỡn. Thôi, bây giờ anh ba bình tĩnh đi. Bây giờ chuyện đâu còn có đó. Quan trọng là bây giờ này mình đi qua nhà thằng Tài, mình đưa tiền cho chú Hai. Sau đó là quan trọng hơn nữa là mình phải đi tìm cái số tiền bị mất kìa. Anh cất kỹ nha, để mất nữa chết em luôn á. Mất cái gì làm ăn chung, mất thì chịu chung. Giờ đổ lỗi cho tao à? Sao cái gì? Mày suy nghĩ tao sao nè, lại đây. Yeah. Thì cất đi. Ê, nè, thôi em sợ tiền dữ lắm rồi. Cất, tao nói cất là cất. Thôi mất nữa, em sợ tiền lắm rồi. Em không, em... bây giờ cất đi, tao có cách giải quyết hết. Hiểu không? Nè, tao bàn với thằng Dũng rồi. Yeah. Thôi bây giờ mày cất, để một có chuyện gì xảy ra, tao nói tao đưa cho mày. Tao qua tao trả tiền cho ba mày. Ha, mà không gặp ổng, tao đưa cho mày cất. Rồi mày nói mày quên, mày không có đưa ổng.
Đó, như vậy đi, để tao tính. Em nữa hả? Thôi mày dính vô chứ, đã sống chung mà. Thôi, thì bây giờ chuyện nó vậy rồi thì cứ giải quyết vậy đi. Ừ. Không mấy bây giờ này ông chạy về ông đem tiền. Cái gì vậy? Ai? Anh ta, coi như là xong nha. Mày xong. Dạ, đau bụng quá cha. Bây giờ mày đi liền cho tao đi. Em đi trước, dạ em đau bụng quá. Giải quyết từ thằng. Dạ. Lúc lắm. Ủa dạ. Nhớ nha. Không được làm gì hết, để tao sắp xếp. Dạ. Bình tĩnh, ổng tới. Đừng có nói gì hết. Mặt mày tươi lên. Đỏ lên. Sao mày xanh quá vậy? Cười lên nha. Đó. Đúng không? Dạ. Cái nào đâu ra đó. Dạ, chú ba nói gì cũng đúng. Chú hai là cái người anh ba tôn trọng. Dạ. Cho nên chú hai. Ủa tía. Chị. Ông đây hả? Dạ. Ủa hai đứa bay đứng đây làm gì vậy? Mà kêu nó đưa tiền cho chú hai. Gửi nó mà. Mày á. Dạ. Đưa thì đưa liền, ngủ quên đi chơi quên, để giờ ông khi chú hai nghĩ tao người sao. Đưa tiền ông đi. Dạ, con hư quá ba, con quên. Anh đưa tiền con đưa cho ba mà con quên tiền của ba nè ba. Đó, 10 triệu á. Ủa, là sao? Là sao cái gì đây nè, tiền là tiền của chú hai đó, hôm qua đưa cho chú hai đó. Đưa chú hai rồi qua không gặp chú hai. Mới gửi cho nó. À. Rồi nó quên, nó đi chơi, ăn nhậu, nó xỉn, nó quên đưa cho chú hai. Bây giờ phải đi tìm nó. Kêu nó đưa cho chú hai để em biết anh đó có lận quảng đâu. Tiền của ba lấy. Có cái chú hai. Trả tiền đó, tiền của chú đó. Chồng con anh trả tiền chú đó. Cái gì? Mày trả cho tao ngày hôm qua rồi mày nhớ không? Ông ơi, ông lớn tuổi ông bị lẫn rồi ông ơi. Trả ông hồi nào tiền tôi trả ông tôi nhớ chứ, này là tiền của ông hôm qua nè. Mày trả rồi. Ông ơi, ông lẫn rồi, đi khám bệnh đi. Nè, của ông. Đưa chồng đi, nhét vô đi rồi bà bộ cứ ơi có tiền cái ông. Ông làm bộ ngây thơ, trời ơi lấy tiền mà ngây thơ. Ủa chú hai? Thầy ơi cái gì? Sao hôm qua anh nói với em là anh qua bên nhà chú hai trả tiền chú hai rồi? Thì đó là vậy thì qua gặp ổng. Thì đúng rồi mày gặp tao ổng mày nè. Chú ơi chú lớn chú để con nhỏ con nói chứ chú cứ dành nói hoài với chú hai. Ủa là trời. Là anh qua anh kiếm chú hai gửi tiền lúc em đưa anh đó. Đó. Thì chạy qua cái ào hỏi kêu từ nhà trước đến nhà sau không thấy ổng, nó hỏi ba mày đâu, đúng không? Tao hỏi ba mày. Đó, đúng rồi, đúng mày rồi. Nói ba mày đi khám bệnh gì đó. Anh nói vậy thôi mày cất 10 triệu này, ba mày về hoặc là em lên bệnh viện đưa ổng, đúng không? Đó, đó là 10 triệu. Ngày đó không qua mày đâu mà mày không đưa ổng liền vậy? Quên gì kỳ vậy đây, vợ quên. Tao. Bộ mày không nhớ hả? Ủa, sao con nhỏ mà con không nhớ sao được? Chú mày lớn rồi, coi chừng chú quên rồi mày đó. Tính đi. Miệng mày cái miệng kìa. Ai? Miệng như quay sách. Chú nói vậy chú nói được trả nợ chú mà chú nói nặng người ta. Sao chú hai? Nặng cái gì? Bây giờ mày nín đi. Mày nghe tao nhắc nè. Bây giờ chú nín trước đi. Con nói đi rồi chú con mới nín. Ngày hôm qua. Đúng là ngày hôm qua đúng không? Đúng. Tao đưa tiền cho mày. Ừ. Mày cất đúng không? Đúng rồi. Tao kêu mày đưa tiền cho ổng đúng không? Đúng rồi. Khỏi nó đi. Nè hai cha con nói chuyện khỏi kêu tôi. Thì tiền đó tía. Tiền đưa cho tía đó. Ủa chú hai. Sao con nghèo? Ủa ngày hôm qua ông nói là ông đưa tiền cho chú hai rồi mà đúng không chú? Rồi có cái 10 triệu mà nãy giờ đưa cho chú là sao? Mày quên rồi phải không? Cái gì? Mày quên thì tao nhắc cho mày nhớ nè. Hôm qua mày trả cho tao rồi. Ở đâu mấy giờ? Tức mình. Mượn thì dễ lắm, năn nỉ ỉ rồi mà chừng trả không chịu trả, thiệt là tên. Khổ ghê. Phải biết vậy là không có tiền. Không có tiền là không có ai mượn nợ. Ba. Ai à? Thằng nào? Trời ơi trời. Tao mà mày kêu bằng thằng, tao kêu mày bằng ba. Là thứ ba chứ không phải mày là ba tao. Tao là ba của thằng Tài nè. Gì vậy? Mày ve nữa, mày lui nữa là mày đi thay đồ á. Mày tưởng tao ngu hả? Cha mày cho mày. Tao ve tới đây tao ngưng. Tao biết thằng hổn. Hổn. Mày ngon ha. Mày muốn, mày hết muốn ăn Tết rồi. Trời ơi sao? Mày hết muốn ăn Tết mày đâu cũng động tới tao. Tao khổ ghê vậy đó. Tài hả? Mày á. Sao sai hoài vậy? Tao là ba thằng Tài. Chú hai dữ không à? Tưởng mày quên tao rồi chứ. Nãy giờ tao không biết
mệt quá. Tưởng nào nó phá, nó chào con. Nha hả? Con đợi chú Hai hồi sáng tới giờ cái gốc dừa này nè. Mày đợi tao làm chi? Đợi chứ. À, hứa đâu phải uy tín đó chứ còn đâu có mà lung tôi không được đúng không? Ủa mày hứa tao cái gì? Trả tiền. À! Thấy ngon không? Mày ưa giỡn với tao quá à. Con thấy tao thương mày cái mày giỡn giỡn rồi. Con nói thiệt, con hứa đâu ra đó. Cuối năm rồi con phải trả tiền. Để người ta đòi nợ rồi đâu có làm ăn gì được. Đúng không? Ủa sao thằng này nó cổ truyền quá vậy ta? Đúng. Đừng bao giờ để người ta đòi nợ mình. Mình thiếu tiền thì phải trả cho người ta. Nếu mà để người ta đòi là suốt năm mày bị người ta đòi. Đúng vậy. Vì vậy con mới nói vợ con bán heo liền. Rẻ mắc gì cũng bán. Để cái tiền trả nợ cho chú. Để mà trong năm mà hôm qua ông cứ lấy tiền lời mà ông bắt heo ông cứ... Đó, mày hoài. Mày đứng một chỗ yên coi. Chuyện nói chuyện của tôi. Bây giờ mày nói mày trả tiền tao phải không? Ừ. Bán heo trả tiền tao phải không? Đúng. Mà cho tao hung mày miếng được khỏi không? Cái vụ đó khỏi nha. Không cần nha. Khỏi nha. Ừ. Tiền nè. Đúng không? Tao có nằm mơ không vậy? Mơ gì tiền mơ gì. Con thiếu chú bao nhiêu con trả chú đầy đủ. Ôi ơi, chú trời. Có cần kiểm tra lại không? Mày trả... trả... Thì giỡn à. Hả? Có nói tao. Thiệt phải không? Nè. Nè, lớn rồi nha. Đừng đứng đàng hoàng, đừng có thấy tiền là tương tức. À, thử vô thôi, con giỡn với chú thôi. À, cảm ơn nha. Mai mốt á, tao sẽ cho mày mượn thêm. Dạ. Cho mượn hoài. Để mà khi mượn á, tao cho mày uống rượu. Để mày sai mày mới trả cho tao. Có rồi. Nhậu với thằng Tài thôi. Chú không có cửa chơi con. Rồi thì không phải không? Coi chừng chú nhớ sai á. Anh chả ba em ngồi tự nhiên như vậy anh kêu em nhớ làm cái gì? Không phải, để tôi nhớ lại có số kỳ với ta. Nhớ cái gì mà nhớ nữa? Hay quá ha. Chú Hai ơi, con xin lỗi chú Hai nha. Ra đây này. Ông giỡn mặt với tôi phải không? Giỡn cái gì? Quỷ đen chứ gì. Không, ha ha. Nói trả rồi, lòi đâu ra 10 triệu. Hả? Tiền ở đâu? Bây giờ em từ từ đi, anh giải quyết cho nó rõ ràng, trắng đen rõ ràng tại đây luôn. Bây giờ tôi hỏi tiền ở đâu? Thì rồi rồi, em nín ha. Em xích ra để em nói chuyện. Chú Hai chắc chắn là con đã trả tiền chú Hai rồi, đúng không? Đúng rồi. Khẳng định chưa? Chú đừng có hối hận nha. Đúng không? Đúng. Còn em hỏi 10 triệu ở đâu có đưa cho chú Hai bây giờ, đúng không? Đúng. Có gì đâu. Có gì đâu. Là sao? Đúng không? Tiền của ông Tài. À! Anh chơi kỳ anh ba, anh chơi anh khai đồng bây đội. Bây giờ tao tắt đường cùng rồi, mày dồn tao vô quá rồi tao phải bụng thôi. Tôi không nói nhiều với ông nữa, đi về nha. Ờ, đi đi thì đi. Đi. Trời đất cuộc ơi. Cuộc sống mà ha, đụng thì phải chạm. Trời ơi. Ờ, trời ơi, đi về. Con. Con dễ thương quá. Giúp bạn á. Tốt. Dạ. Vậy 3 triệu đó. Dạ. À, mày về nhà mày chết chứ ta. À, ba, đừng rớt lũ tay rồi. Ủa? Ông ơi! Ông ơi! Đã đi lẹ lẹ. Trời đất ơi. Cái gì mà mới sáng sớm bà làm gì ông rồi này là trời đất làm được nè. Gậm bằng gì? Bánh tét đâu mất tiêu hết trơn rồi nè. Tự nhiên mất rồi bánh tét. Hồi khuya tôi với ông đi vô ngủ đặng canh sáng sớm ra chứ. Mà bây giờ đâu mất tiêu rồi. Không lẽ em trộm? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Nó trộm vô nhà cái gì không lấy. Sao đây lấy bánh tét? Rồi giờ sao? Ủa? Sao thì bà nói sao? Trời đất ơi. Sao bà hỏi tôi sao rồi là tôi biết sao giờ? Sao là sao bây giờ? Lối xóm người ta đặt người dài cặp để người ta chân Tết. Tôi nhận tiền hết rồi. Còn bây giờ bánh tét mất rồi. Rồi một lát hàng xóm người ta ra trả lời sao? Ủa? Bà trả lời sao? Bà trả cho bà làm như tôi là đồng phạm với mấy thằng ăn trộm này. Vậy mà hỏi tôi sao tôi biết được trả lời? Ủa trời đất ơi. Bây giờ bánh tét mất thì mình phải làm sao? Ông phải coi là đứa nào lấy hay làm sao để mình tìm cách lấy lại bánh tét hay là... Trời đất ơi, bây giờ tôi tức một cái là thà mất tiền đi. Chứ bây giờ mất bánh tét rồi mình ăn nói với người ta làm sao? Chứ mất công quá, ngày hôm qua ngồi gối đau lưng muốn chết luôn rồi bây giờ như vậy. Giờ sao vợ? Từ từ, để tôi đang khoanh đối tượng coi sao.
Vô đây không ăn cắp cái gì mà ăn cắp bánh tét. Còn chừa lại một đòn nữa. Đó, đó. Ở đâu rồi? Đi đâu hả? Tôi đi chút tôi về. Trời đất, tôi hết chuyện mất. Ăn trộm hay cái gì không ăn trộm đi, ăn trộm bánh tét. Chừa lại ăn đòn cúng tôi bị hay gì vậy nè. Thiệt tình luôn á. Trời ơi, tưởng tao nói mấy bữa nay anh bận lắm chứ. Sáng qua đây sớm dữ ha. Đây nước nè, uống đi. Ui cha, tưởng là bận gói bánh gói ơ gì bệnh. Nè, anh hai. Bả đâu rồi? Bả bên nhà phải không? Bả gói bánh, để tôi nói tôi gói bánh là để tôi cúng 30 Tết. Mà gói bánh 30 Tết, thấy nhà đang lùm xùm lãm bển mà anh ngồi bên này. Ủa vậy bánh tét tới đâu anh? Anh hai. Anh hai. Trời đất quỷ thần ơi, nãy giờ tôi tự nói, tự biên, tự diễn mình tôi luôn á. Bây giờ tôi hỏi cô nè, nếu cô là ăn trộm đó thì cô vô nhà tôi á, cửa mở, không có người, người ngủ hết. Theo cô thì cô lấy cái gì? Ủa gì kỳ vậy? Tự nhiên cái ví dụ, tự nhiên cái nhà anh ngủ hết, cái tôi vô nhà anh, tôi nói anh nghe nè, cái giác nhà anh ngủ hết á, giờ đó cũng trễ rồi. Anh hiểu không? Giờ trễ là tôi cũng ngủ rồi, tại tôi ngủ sớm dữ lắm, tôi ăn mình ở mình riết rồi, tôi nói ngủ sớm. Mắc gì tôi qua nhà anh chi? Hiểu không? Tôi nói ví dụ á, ví dụ cô là ăn trộm á, bây giờ cô vô nhà tôi đó, bây giờ cô lựa cái gì cô lấy cô nói tôi nghe coi. Thì tự nhiên cái thí dụ anh, thí dụ gì thiết thực chút đi. Tự nhiên cái thí dụ cái giác mà anh đi ngủ thì giác đó tôi cũng ngủ rồi, tôi đâu có quẩn đâu. Anh thấy đó, nhà là quán sáng vậy, sớm mơ là tôi phải dậy tôi bán đồ ăn sáng nè, bán cà phê nè, bán cả ngày trời, bộ dư thời gian lắm hay sao, dư thời gian tôi ngủ chứ. Mắc gì tôi qua nhà anh chi, với lại thấy tôi bự vậy đó chứ tôi ngát nhát gan lắm, đi đường đêm đường hôm thì sợ ma, đúng không? Không có qua nhà anh được đâu, nói gì kỳ cục chết á. Tôi nói thí dụ thôi, bây giờ cô là ăn trộm đó, cô là cái thằng ăn trộm đó, bây giờ cô vô nhà tôi đó, bây giờ cô lấy cái gì? Nãy giờ tôi nói chuyện với anh tôi hơi cọc rồi đó. Anh nghĩ sao, tôi đàn bà mà anh đi dí tôi là con thằng ăn trộm, tự nhiên tôi mắc mớ gì tôi qua nhà anh tôi ăn trộm làm gì? Anh nói chị mắc ngộ quá, tự nhiên kêu tôi dí tôi là ăn trộm. Ê, khác nào anh nói tôi đi ăn trộm đồ nhà anh hả? Không, tôi nói thí dụ thôi. Trời ơi, thí dụ của anh không có thú vị xíu nào hết trơn, không nói chuyện với anh nữa. Trời đất ơi, tự nhiên mắc gì tự nhiên đi qua nhà anh ăn trộm thôi, không có nói chuyện nhiều anh. Ngồi đây giờ rảnh uống trà đi. Tôi qua bả, tôi gặp bả, tôi lấy cái bánh đi. Bả có nhà không? Bả thì có mà bánh thì không. Cái gì? Bánh thì không? Ừ. Làm sao? Thôi à nha, giỡn nghe không vui à. À, thôi tôi biết rồi. Sáng sớm qua đây giả bộ làm mặt buồn đồ, thơ thẩn thẩn thơ đồ. Thôi tôi hiểu rồi. Cái gì cái á, mình cũng định làng nghĩa sớm. Bánh của anh tôi cũng đặt từ mấy ngày đầu anh mới bán, anh hiểu không? Lúc mà anh chưa gói là tôi đã đặt rồi. Rồi xong tôi còn ủng hộ cho một mớ cùi dừa để anh chụm củi nữa. Anh đừng có nói với tôi là anh thấy chỗ nào được giá cái anh bán. Anh bán cái giờ anh qua anh hết bánh, anh giả bộ anh làm mặt buồn với tôi nghe. Tôi giàu chứ tôi đâu có điên đâu cô Sáu. Làm sao? Tự nhiên tôi lấy tiền của cô rồi, bây giờ tôi lấy bánh của cô tôi đi bán người ta, tôi lấy tiền của người ta tôi đem lại tôi trả cô. Tôi đâu có khùng đâu mà làm bằng cái chuyện đó. Tôi đâu có biết được. Nhiều khi cái bánh của anh, cái nhiều người người ta đặt giá cao hơn, cái anh lấy đó anh bán. Tôi nói rồi đó, bánh tôi đặt là để 30 tôi đón giao thừa đó, không có, không có được đâu à. Cái gì ngồi đó hoài vậy, tôi hỏi thiệt bánh đâu? Trộm lấy hết rồi. Trộm lấy bánh tét. Trời đất ơi, tôi nói thiệt nghe nha, con trộm nó đã vô tới nhà anh rồi, nó lấy tiền lấy vàng, cùng lắm nó bợ bộ lưu hương chứ mắc gì nó lấy bánh tét làm chi trời. Giá trị gì mà lấy? Không lẽ bánh nhà anh nổi tiếng thôi vậy ha? Chứ gì nữa không nổi tiếng. Trời đất ơi, bánh tét ông Nam là nổi tiếng nhất cái xứ này, từ làng trên xóm dưới ai mà không nghe tiếng tôi. Kỳ Tết trời. Năm nào ta đặt rần rần tôi không có nhận đó. Đó, tôi chỉ nhận bà con chòm xóm đây thôi. Rồi giờ có bánh không? Tôi nói ăn trộm nó lấy hết rồi. Bây giờ không có bánh tự nhiên anh qua đây anh làm gì tôi? Anh tính làm gì tôi? Tôi qua đây tôi tính hỏi cô. Cô ở đây lâu năm nè, cô có biết cái người nào mà tham lam á phải không? Rồi tới lui đây nè, có thấy có ăn bánh tét đồ của tôi không? Cô chỉ giùm tôi. Ăn bánh tét thì tôi không thấy, mà tham lam thì cô không để ý. Ê mà nói nghe nè, thí dụ như ăn trộm á, mà bình thường thì đâu có ăn trộm bánh tét, mà cái thằng nào mà ăn trộm bánh tét á thì cũng không phải là thằng ăn trộm bình thường. Không lẽ
Không lẽ là... Thì đó là cái gì nữa mà là... cái là... là ai? Là cái gì tôi chưa có nghĩ ra. Nhưng mà Lan thắc mắc là sao nó không lấy... Bánh tét đâu? Ông nó không có. Chờ ông lấy rồi. Nghĩ thì sao? Mà giờ này còn tâm trạng mà qua đây ngồi tâm sự Ngọc Hân vậy trời. Về nhà coi kìa. Ta nói hàng xóm rần rần ở bển đòi bánh. Đó về trả lời người ta. Thì bà ra bà xin lỗi người ta, rồi đem tiền trả lại cho người ta. Chứ bây giờ bà kêu tôi đâu phải tề thiên đại thánh đâu mà tôi biến một cái có bánh để trả cho người ta. Mệt bà quá, cái gì cũng đổ cho tôi hết á. Ai tét sớm vừa không? Đậu xanh nhưng mở nha, nhưng mở luôn. Có thằng bán bánh tét kìa. Ra còn phải bánh tét mình không? Đỏ ngọt luôn nha. Chờ em. Ai bánh tét sớm vừa luôn. Ai bánh tét không à? Bánh tét. Dạ. Chú dạ. Em bánh tét hả? Thì đúng rồi, nãy giờ ra muốn chết luôn mà không nghe sao mà hỏi hoài vậy trời. Ủa mà chú ở đâu lại đây bán bánh tét hay là người đây? Tôi bên xóm khác, tôi bên xóm vừa cạn qua đâu bán ông nội ơi. Vậy đó hả? Bánh tét ngon lắm à, bây giờ có mua không? Để biết còn thôi để chú đi chứ hỏi mà không mua kỳ lắm nghe. Vậy mà có cho ăn thử không? Trời đất ơi, bao ăn thử, đây. Đây, nè, nè, nhìn nè, thấy không? Đó, thịt mỡ đàng hoàng. Ngon quá đúng không? Quen ta. Hả? Cái gì quen, cái gì quen? Quen sao? Cái hương vị quê hương. Thì đúng rồi, trời đất ơi, tôi làm bánh là tôi thiệt nha. Nè, ở đây á, là bánh mà tôi bán á, là nhìn kỹ coi nè, thấy không? Nè, mỡ đàng hoàng, mỡ nhiều, thấy không? Đậu xanh cũng vậy, thấy không? Bánh gói rất là chắc tay, thấy không? Biết đó, mà, bây giờ biết ăn, mà. Ăn thử nha, đừng gắt ra mọi người quanh nha. Thôi, khỏi ăn, giờ em biết rồi. Sao? Nhưng mà bánh này đó là chính tay chú em gói hay là mua ở đâu? Xin lỗi, tôi đâu rảnh ông nội. Người ta gói rồi xong tôi lại tôi mua, rồi xong rồi tôi bán lại, kiếm lời. Chú mua của ai, ở đâu? Hả? Chú mua của ai? Tôi mua của người quen ở xóm này luôn nè. Ở xóm này luôn hả? Hả? Bây giờ sao giờ con mua mấy cái nói đại trời ơi chứ hỏi hoài tôi mệt quá rồi. Mấy giờ... cái đặt tôi lấy luôn nè. Bây giờ tôi muốn đặt nhiều à. Bây giờ tôi kinh doanh. Ở đây có 50 đòn. Còn 50 đòn. Ông bây giờ tôi đặt tới 1000 đòn lận. Cái gì dữ vậy? Tôi kinh doanh mới mà. Ông mua ông bán lại hả? Đúng rồi. Rồi được. Mà nói trước là phải đặt tiền cọc nha chứ không phải là nói chơi đâu nha. Rồi yên tâm đi. Không mua là mất cọc đó nha. Rồi nhưng mà phải có nha. Rồi yên tâm, đợi chút xíu đã. Để lộ cho ông đệ cái coi. Cái này bánh tét của mình á, nó ăn trộm á. Giờ sao lấy lại? Đây, tao báo mình tin vui nghe. Tài năng mày thấy tao không? Này gọi là cái gian buôn bán. Đó, thấy tao nói là bán được là bán được. Nè, bữa nay là chẳng những bán hết 50 cái mà còn có người đặt thêm 1000 cái. Đó, cái gì? 500 cái đậu, 500 cái chuối nha. Đúng. 500 cái đậu, 500 cái chuối có không? Trả lời gấp, trời mày trả lời gấp đi, đặng tao còn... trong đặt lấy tiền cọc của tao đi chứ. Được phải không? Vậy thôi, chốt nha. Ngon à, đợt này ngon à. Rồi coi như là bây giờ là chốt luôn. Chốt luôn phải không? Chốt luôn. Bây giờ lấy tiền cọc luôn. Rồi, lấy tiền cọc đàng hoàng. Lấy tiền cọc. Nhưng mà phải vô nhà tôi được viết biên nhận được chứ, tôi đi dọc đường sao có tiền. Rồi bây giờ là về nhà mới có tiền đúng không? Đi về nhà đi rồi. Đúng rồi, thôi. Đi. Mình buôn bán nhanh gọn lẹ mà. Rồi, đi trước đi. Ai bánh tét. Cho bán rồi, ra chi nữa. Anh Thành ơi! Anh Thành ơi, anh Thành! Ủa? Nguyên, xem qua đây. Dạ, sáng em đi chợ với má. Có mua ít trái cây á, nên là qua thăm anh luôn. Thôi, đi vô nhà đi em. Ủa? Không có tí má ở nhà hả? Tí má em đi từ sớm rồi. Thôi, đi vô nhà. Dạ. Đi. Nhà đây hả? Nhà đây. Dạ. Rồi giờ sao, chú muốn gì? Bây giờ cậu trước khi nhận tiền đó, phải viết cho tôi một cái biên nhận. Nhận tiền đâu đó phải giấy tờ đàng hoàng. Chứ tôi cậu mới quen biết nhau rồi, bây giờ tôi giao tiền cậu lỡ có gì cậu trốn đi một cái ông nội tôi kiếm không ra nữa. Chú đừng có lo vậy trơn á, tôi làm ăn là đàng hoàng. Phải viết giấy rồi, bây giờ viết giấy như sao? Cái gì lo chứ sao mà không lo. Trời ơi. Tiền mồ hôi nước. Ra đây. Cái gì vậy? Ủa? Sao mẹ đây? Anh hai, sao anh hai qua đây? Tao hỏi mày mới đúng á. Em qua nhà bạn em. Ủa? Cô là ai? Vô nhà tôi vậy nè. Tôi báo cho cô biết nha. Nhà tôi đang có trộm đó. Ai vô đây tôi cũng tình nghi được hết á. Dạ, không phải đâu bác. Con là bạn gái của anh Thành. Phải không? Dạ. Kêu thằng Thành ra đây nhìn mặt cho tôi coi. Anh Thành chặt cái vụ. Ủa, dạ. Thằng Thành đây à.
Tìm má mới về. Mày nhìn coi. Ai vậy? Bạn gái mày không? Cho đúng người đúng tội coi. Ủa sao anh không nói với tìm má là bạn gái em? Dạ, tìm má đừng hiểu lầm. Đây, đây đúng là bạn gái con. Trời đất ơi. Ủa, anh ở đâu đây? Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Mày đừng nói tao là mày ở nhà này nha. Dạ rồi, đây nhà em mà. Đây là tía má mày luôn hả? Đúng luôn, đây tía má em. Rồi đây. Mày xuống ngoài kia tao nói chuyện với tôi. Bị điên hay gì vậy? Dạ. Này Thành, tao thấy cái này có cái gì đó hơi sai lắm nha, mà bất ổn lắm nha. Mày đưa tao 1.000 cái bánh tét đi bán, đúng không? Xong rồi tự nhiên anh chị tía má mày mua là của tao. Mà trong khi mày nói với tao là tía má mày là người gói bánh tét, vậy là sao? Em đang định hỏi anh nè. Mày hỏi gì? Đừng có nói khách hàng đặt 1.000 cái bánh tét là tía má của em nha. Chính là anh chị ấy đó. Trời ơi. Đỡ, đỡ em đi chiếc xét đánh ngang tay rồi, xin sụp nha. Tao thấy ông ba là tía má mày xong tao còn muốn đổ mồ hôi hộp luôn á. Tụi thấy rối rối đó ngang. Tụi này bộ nó quen nhau biết hết hay sao này nè. Nói chung là vậy, tôi không có cần tham gia ý kiến vô. Tôi chỉ nghe mà rù rì với nhau thôi là tôi biết rồi. Nha. Cái vụ mà mất trộm bánh tét đó nha, là mình kêu bằng là nuôi ong tay áo mà nuôi khỉ dòm nhà. Anh trộm là ở trong nhà mình chứ không đâu hết trơn. Bà nói đúng. Tụi bay đừng có qua mặt tao. Thấy vậy chứ có nghiệp vụ nghe bay. Không bay dẫn chơi đâu à. Nói thì mang nhục. Đây nhục. Nè. Nhục à. Xóm làng ta biết cái nhục à. Tôi nói cho mà biết. Quan trả lại cho tôi đầy đủ bánh tét để cho tôi giao cho lưới xóm. Nghe không? Tao nó mất một khoanh cũng không được nữa. Không mà đúng hẹn với khách là biết tao. Có sự hiểu lầm ở đây thôi, dạ, chỉ có sự hiểu lầm thôi, dạ. Không có lầm đâu, bây giờ nó lộ ra hết rồi, thấy không? Ba mặt này nó lộ ra hết rồi, đừng có qua mặt được tao trong mắt ông đâu, tao nói vậy đó. Đừng để tao lao ông sùm lên là đội à, đội cả xóm này đó, chứ không phải chơi đâu nghe. Chuyện làm ăn của hai anh kỳ cục vậy. Mày á, mày đừng có hội nữa nghe mày, đâu phải tại tao đâu, tại nó kìa, tao không có biết cái gì đâu. Ôi cha. Rồi mà cũng lâu đó. Từ từ có gì đâu gấp. Ủa rồi à, mày khơi cái lòng bếp ra cho nó bớt khói. Để chùm nhum vậy nó khói mịt mờ. Dạ. Có lửa phải có khói chứ. Khói vừa vừa chứ khói quá mờ mắt rồi sao. Dạ, con chào chú thím, chào cả nhà. Dạ. Vợ chồng được hả? À, con chờ đâu có đây. Trời ơi, cái ghế nó hợp cho con ghê. Dạ, con hả? Con qua quyết tâm lần này con qua là con gặp chú với thím để con học gói bánh. Chứ còn không có trông vọng gì vô thằng cô hồn này nổi đâu. Dạ. Ê, muốn học á, thì phải đóng tiền học phí rồi mày. Trời đất ơi, lo gì nhà con là không có gì mà thiếu chân, chỉ có thiếu tiền thôi. Đây là con dư chuối nè, bữa nay con Hùng nãy chuối trước. À, xong rồi cái chừng vài bữa đó cái con Hùng thêm nếp, rồi con Hùng thấy đậu xanh, rồi con Hùng thấy cái lá rồi chắc chắn là mình cũng vô được đúng không? Dạ. Rồi. Đúng rồi đó anh. Anh không mấy năm nay anh dạy luôn cho tụi nhỏ đi, có gì tôi học ké. Tôi mới hùng mấy cái cùi dừa đó cho nó chậm củi đó. Để năm sau tôi biết tôi làm, tôi không có nhờ anh. Năm nay tôi dạy hết, ai học là tôi dạy hết. Quan năm đó là mọi người đó gói cho tôi ăn nha. Đây nè, hai đứa này nè. Lo mà chăm chú học đi, rồi sang năm nha là hai đứa là lo chịu trách nhiệm gói bánh. Còn tía má là nghỉ nha. Làm năm nay thôi à. Dạ, lớn chú thím yên tâm đi. Chứ còn ba cái vụ mà gói này mà tụi con mà học xong là qua năm là để tụi con mần cho. Chú thím với nguyên cái xóm này coi như ngồi không đi. Con làm xong rồi cái bà, mình chia lại cho bà con ăn Tết cho nó vui. Tự nhiên tụi bay biết làm cái xóm liệt ngang hết không ai làm luôn á. À không có đâu, bớt giỡn, đâu có gì đâu. Thì cái gì con sẽ rủ. Rồi sáu qua sáu gói chung với tụi con. Vậy à, vậy đi. Thôi thôi thôi, bây giờ bắt tay vô gói đi để con cúng giao thừa. Mày chia tao cái lá rồi. Đây 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 nè. Đó, gói đi còn kịp cúng giao thừa nữa kìa. Để nó vô. Đổ vô.
Đó, rải ra chút xíu, mày rải ra. Đó. Rồi múc miếng đậu xanh để lên. 7. À cái này nhân chuối vậy? Ờ rồi biết rồi. Nè nè để bển. Cũng phải có miếng đậu xanh. Khéo quá khéo chừng dơ con. Lấy cái này nè. Múc vô. Đó, múc vô. Bạn mày coi chú kìa. Nè. Đó. Đúng rồi, đó. Mà thấy được rồi đó. Mày cho thêm miếng đậu xanh vô đi ăn cho nó mát coi. Có chung yên lành đất nước hoa yên nắng an vui bao em thơ khỏe mới tươi cười chào một mùa xuân mới xuân xuân ơi xuân đã về kính chúc một người với bao điều mong ước trong hương xuân ta vẫy chào kính chúc một nhà gặp nhiều an vui xuân xuân ơi xuân đã về có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến xuân đã về tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân 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 ơi xuân đến rồi cánh em bay về cho tim mình náo nức xuân xuân ơi xuân đến rồi những đôi mây vàng chào mừng xuân sang nghe âm vang bao con chúng yên lành đất nước hoa yên ấm an vui bao em thơ vẽ mới tươi cười chào một mùa xuân mới đến rồi tết 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 đến rồi tết 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 đến rồi. À, bà Trinh đứa nào bay đứa nào con này Trinh trời đất ơi đi lẹ lẹ lên coi chợ cái ngày tết nhất người ta đi chợ người ta về còn cúng kiến ở nhà nữa đi nhanh nhanh có đi gì cà rỉ cà mỏ hả hên á là con kêu Chính kịp chứ để mà Chính đi qua cầu á rồi con với Chính rồi đâu biết ai nhường ai đâu lại Chính già rồi mất công rồi con bất lễ với người già nữa có cái chuyện qua cầu thôi thì ai bước lên trước qua xong rồi nhường người kia đi qua vậy thôi mà mày nghĩ làm chi cho nhiều vậy trời ơi con tính kêu là Chính stop lại không dạ Chính là bán tiệm tạp hóa chứ không có shop stop tiếng Anh có nghĩa là dừng lại là để cho con đi qua đây con nói chuyện với Chính chân tao phèn không mà nghĩ tao biết tiếng Anh không trời ơi chứ kỳ quá à. Trời ơi mày nói nhiều quá à. Cái tật nói nhiều của mày thì cái thằng chồng của mày nó chịu nổi mày tao cũng sợ nó luôn á trời đất ơi chồng con thì để con lo chứ Chính có lo đâu mà trời ơi Chính ý kiến chi cho mệt vậy thôi ở rồi lo đi mà Chính sáng giờ có thấy chồng con đâu không này vui nè dạ. Này mày lẫn chứ không phải bà già lẫn nha. Ủa sao vậy? Mới vừa nói tức thì chồng con để con lo. Bây giờ nói chồng con ở đâu Chính biết không là sao? À, không phải. Tại vì sáng giờ con không thấy chồng con đâu hết. Con đi kiếm ảnh. Với lại Chính biết sao không? Gần Tết á, ảnh cứ kiếm chuyện là đi nhậu hoài à. Không biết đi đâu hết á. Ê, dạ. Cái vụ này lạ nha. Đàn ông mà có vợ đẹp mà bỏ nhà đi hoài. Một là mày có vấn đề. Hai là nó có vấn đề. Ê, có khi nào nó mê trai không? Trời ơi, không có đâu Chính. Chồng con á là chỉ có cái tật là nhậu nhiều thôi à. Đó. Trời ơi, cái bàn nhậu. Dạ. Bàn nhậu là mày thừa nhận là đàn ông không, đúng không? Dạ, đúng rồi. Mà bây giờ có cái mô đen là trai đẹp là nó yêu nhau. Đó, trời ơi, mất chồng mà gì mà tiểu tam thì không nói. Mất chồng mà gì một cái thằng khác là nhục nè con. Chính ơi, vậy giờ sao Chính lỡ như vậy thiệt sao Chính? Bởi vậy Chính biết sao không? Chồng con cứ đi nhậu bữa giờ mà cô xin ảnh cho con đi chung mà nó không có cho. Đó, nó không cho mày đi theo là có chuyện rồi. Nhưng mà làm sao bây giờ chứ? Ê, nhưng mà cái này là tao nghi thôi chứ không phải tao đốt nhà mày nha. Tao nghi thôi nhưng mà bây giờ mình phải có một cái phép trắc nghiệm đi. Mình trắc nghiệm coi nó có chuyện đó hay là không. Nha. Bây giờ làm sao Chính? Bây giờ Chính chỉ cho con nè. Bây giờ làm mày làm y như vậy cho tao. Dạ. Làm y như vậy cho Chính. Tối nay luôn. Có là biết liền. Tối nay con kiểm tra liền luôn. Rồi nha, dạ. Thôi ta đi về. Ê, mà làm gì làm đừng mét là Chính nói nha. Đi về à.
Đi nhanh nhanh đi trời đất ơi, đi cái gì mà cả lết cả sàn, lết cả sàn, không biết chừng nào mới tới nữa. Trời ơi, Tết nhất gì mà nóng quá luôn á bà Chính. Nóng nực, trời, nóng kinh khủng luôn á. Con á mà đứng một hồi nữa là con thành con khô mực luôn á. Chị ơi chị, không ai như chị hết trơn á. Dạ. Ngày Tết ngày nhất chưa có tới lễ mà bây giờ là cái ngày mà người ta mừng công chuyện quá chừng luôn. Chị đi chị quất cái áo dài vô hả, rồi chị lạng ở ngoài chợ, chị lạng về trong xóm chi vậy, thấy mà mắc nực luôn á, thấy là đủ nực rồi đó. À, thôi kệ đi, đâu có gì đâu Chính, con á phải làm như vậy á, xong rồi con ra con thông báo cho mọi người biết một cái tin á, là Tết này con sẵn sàng tiếp đón mọi người, sẵn tiện á là cho chồng con biết là con có thể nhậu tới bến luôn. Đó đó đó, cái đó là bay lằng quá rồi đúng không? Đã Chính nói với con là cái chuyện là kế hoạch bí mật, mày phải làm trong vòng bí mật, làm một cách tinh tế tế nhị nhẹ nhàng thôi. Trời ơi, bà thấy điều bà bắt cái loa lên gốc cây dừa như là truyền thông của xã luôn á. Rồi bà la la lên là bà rủ ngày này nhậu, bà rủ ngày kia nhậu, hết chuyện đi rủ luôn đực điên nhậu. Cái thằng đó chỉ cần nó nghe hú một cái, nó nghe hơi rượu cái là nó chạy tới rồi, không cần rủ. Trời đất ơi, bởi vậy con mới rủ có 1 tiếng à là ông nhận lời liền. Đã vậy còn không cần biết giờ giấc địa điểm ở đâu luôn á Chính. Đó đó, rủ mấy đứa đó nhậu nha, cái tới nhà nó quậy banh xác đi nha. Rồi cái thằng tài mà nó biết nha là tao không có chịu trách nhiệm à, tao không có chịu nha. Ủa vậy, vậy thôi hả? Vậy thôi để anh tính lại, con không có dám ăn nói bậy bạ đâu. Đó, bởi vậy tao nói một đàn làm một nẻo, tao kêu bằng là mặt người mà ốc khỉ đó. Thôi thôi mà, thôi con đi vô thay đồ. Thôi đi, đi vô thay giá chết luôn à. Trời đất ơi, đang mà công chuyện đang đang đê đê, tự nhiên là quất áo dài vô, không có giống con giáp nào trơn. Trời, chừng nào tới lễ tới Tết ấy đi rồi vận ai nói. Nghe má vợ ơi. Dạ 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 con biết rồi, bữa nay hôm nay nhà mình đám giỗ rồi, rồi con tranh thủ con về liền. Rồi rồi, còn chuyện vợ con thì để con tính cho. Rồi rồi, má cứ yên tâm. Dạ. Rồi ngồi xuống uống miếng nước nè, đi đâu ạ? À? Có một chuyện, có vợ con bên đây không Chính? Có, nó mới vô nó thay đồ. Mà mày làm cái gì, đi đâu thì nói với nó 1 tiếng, để nó đi kiếm cùng làng cùng xóm hết à. Trời ơi khổ quá, con phải thông cảm cho con chứ. Mấy ngày hôm nay cận Tết, ở trên thành phố bà con người ta về quá chừng rồi, nhà cũng sửa chữa thế này thế nọ, thì con hàng xóm láng giềng cũng qua phụ, phụ người ta quý, người ta kêu ở lại uống 1-2 chung rượu thì uống chơi thôi, 1-2 chung rượu là uống xong rồi về chứ làm gì có tăng 2 tăng 3. Thì ở nhà ai thì mày nói với nó 1 tiếng để nó khỏi mất công đi kiếm. Trời ơi, nói thì nói rõ ràng mà mấy ngày hôm nay nè, bằng chứng sống là Chính, là Chính ở với vợ con, Chính thấy sao, có tin tưởng vợ con không? Lúc này ta thấy cái đầu óc nó sao sao đúng không? Bởi vậy ta nói là cái bằng mà mặt người óc khỉ đó. Thì đó, mới suy nghĩ sao sao, quan tưởng thế nào á. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, trời nè, con nói bằng chứng luôn là bữa hổm nè, con qua nhà chú Năm. Phụ nhà chú Năm mà lợp lại cái ngói rồi xong sơn quét vôi lại. Rồi nhắn với lại vợ con là nhớ 5 giờ qua rước con nha. Nhắn tin vậy rồi nhận được tin. Rồi dạ, vâng, ok. Đó, nhắn 3 lần vậy luôn á. Vậy mà cuối cùng hả, 6 giờ vẫn chưa thấy rước. Cuối cùng bể ra là biết không, đi gọi đầu ở đâu, cách tiệm ở cái tiệm ở đâu mà gần nhà chú Năm, cách đó là khoảng 7-8 cây số, mà con cũng phải đi bộ tới đó coi được không. Có đi sao quá, thấy không? Ủa gì kỳ vậy ta, mà mày nhắn có đầy đủ không, có bỏ dấu đàng hoàng không? Trời ơi, con nhắn đàng. Ủa sao tự nhiên sao thiếm binh vợ con quá vậy? Không phải sao binh, tự nhiên binh Chính binh vợ con vậy? Ủa vậy là nó sai à? Sai hoàn toàn. Nè, con nói thêm một chuyện nữa là suy nghĩ lung tung. Bữa hổm ở nhà của chú Năm nữa, mượn chiếc xe ở nhà con cho mượn rồi về nhà suy nghĩ sao hả? Là nói con á là đi bán cái xe không ra đó để mà lấy tiền đi nhậu, rồi đòi qua tiệm của người ta, rồi giật sập tiệm người ta. Trời đất á. Thôi đó, rồi thêm nữa, thời gian gần đây nữa nè, đó, con biết được là đi nhậu. Đi nhậu cho bằng nữ con, rủ thêm đàn ông, đàn ngơ được vô nhậu chung nữa, đó. Ha, không xí xí. Cái vụ này là chính thú nhận trước Bình Minh. Cái vụ này là ta xuống đó. Nhưng mà không phải. Không, ta không có xuống nó nhậu. Cái vấn đề là nó tưởng là mày đi đâu đó, nó không có biết mày đi đâu. Cái nó tưởng là mày có bồ. Cái Chính mới nói là bày cho nó cái cách để giữ chồng. Thì mình giữ chồng một cách tinh tế nhẹ nhàng thôi. Nó đi nó rao cái bằng là cùng làng cuối xóm là nó nhậu với thằng này, nhậu với thằng kia để nó chọc tức mày á.
Tao nói cái đó kia bằng là kia bằng đuổi chồng đi chứ giữ chồng gì. Mà cái trời kỳ cục bây giờ hả, mọi người đồn mà bây giờ tới tay của má vợ con rồi. Bây giờ đang căng thẳng luôn á thiệt. Tại sao là cái trò của vợ con thôi chứ gì? Thì nó là cái trò thôi. Nhưng mà tao tao đâu có bài nó vậy đâu, tao chỉ nó một cách, nó làm một cách. Bởi tao nói mặt người ốc khỉ nó vậy đó. Mà phải sống chung với nhau, phải tin tưởng. Giờ này con phải cứu vợ con mới được, không để vợ con vậy dầu gì cũng yêu thương. Mà phải tin tưởng nhau, thím hiểu không? Đúng rồi. Thím hiểu mà... không là làm gì có chuyện tăng hai tăng ba bồ bịch dưới đây ở đây. Cái gì? Nói cái vụ đó mới nhớ. Đúng rồi, nó nghi ngờ thì phải có chuyện nó mới nghi ngờ. Mày có vụ tăng hai tăng ba không? Trời ơi, bây giờ là con nhậu đúng một tăng là con đi về làm gì tăng hai tăng ba. Ở dưới đây đâu có cà phê đèn mờ hay là gì đâu, phải chỉ ở trên tỉnh hay trên thành phố đâu có. Ăn nhậu nghiêm túc đàng hoàng, có gác tay gác chân rồi có ôm ấp đồ gì làm không? Gì có, con người đàng hoàng mà làm gì có chuyện đó. Rồi bây giờ tự nhiên làm vậy người ta đồn, thiệt tình vợ không biết cứu sao luôn. Ủa mà sao vợ con nãy giờ thay đồ lâu quá vậy? Rồi chắc ngủ chổng rồi, thôi đi về đi, bận công chuyện thì đi đi, rồi á chừng nào nó thức dậy á thì tao báo cho qua rước nó về nghe. Thiệt tình luôn á, đang gấp mà. Bây giờ vậy. Ừ. Anh này như bên nhà má vợ không có đám giỗ, còn ừ, bà có phụ, mời cúng kiến có mời. Ờ bà mời có chính, mời chính qua đúng rồi. Không phải chạy về cúng kiến để kịp giờ, còn có chuyện vợ con để con phải tính mới được, phải cứu vợ con mới được chứ không được vậy. Ê từ từ đi, có gì chính nói nó cho. Con nhỏ này đúng là mặt người ốc khỉ mà. Hồng ơi. Hồng à. Trời ơi, Tết nhất mà đi đâu. Ôi da. Ôi mắt để làm sao ót hả Hồng? Tết nhất mày bỏ đi đâu vậy? Thì con đi công chuyện, sao chính không về nhà gói bánh đi, qua nhà con làm chi? Gói bánh là cái chuyện lát về gói. Nói nghe. Dạ. À, một lát á con mén nó giao bông, mà chính tính lấy thêm bó đặng qua Tết có cái chân bông nó đẹp lắm, mày lấy không chính lấy cho bó. Trời ơi, có mấy đồng bạc lẻ à, mà chính cũng tiếc tiền nữa. Bông á thì ngày nào cúng mà mình mua, chợ bây giờ ngày nào cũng có chứ phải ngày xưa đâu mà anh giờ mua bông dự trữ. Giờ lấy không? Ừ, thì con lấy. Ờ à, mà thôi đi. Con dạ. Mén á nó bán bông đẹp thiệt. À. Nhưng mà tính nó không có đẹp, không có mua đâu. Ủa mua bông của nó mà, đâu có mua cái tính của nó đâu. Mà chính nói con nghe nè, mày nói nó chanh chua. Ừ. Cái miệng của nó đâu có thua cái miệng của con đâu. Thấy không? Mình mua bông của nó thôi mà. Với lại á, bông là nó lấy về, còn đi giao bông là thằng Tài chồng nó. Và thằng Tài chồng nó thì chứ không có chanh chua. Ồ, vậy là chồng nó giao. Ừ. Thì thôi lấy cho con bó cũng được. Ừ, thì thôi lấy bông chứ. Ủa gì vậy? Hồi xưa là chính biết mày với con mén đó là có chuyện cắn đắng với nhau. Mà thôi chị em mà bà con bên chồng á thì thôi bỏ qua đi. Rồi giờ chuyện gì nữa mặt mày chăm chăm á. Chính đừng có nhắc mấy cái chuyện đó nữa, mấy chuyện đó con không có chấp đâu. Con á, con nói cho chính nghe nè. Đó, ông Tài chồng con á kêu con chuẩn bị mọi thứ vậy nè. Đó rồi giờ đi mất tiêu không có ở nhà chính thấy không? Trời đất ơi, Tết nhất thì nó cũng phải lo chuyện này chuyện kia. Nó cũng phải qua hai bên, họ hàng hai bên đặng nó phụ công chuyện nữa chứ. Mới gặp nó ngoài đầu hẻm á, nó nói lát nó về nó phụ nha. Thôi thôi thôi, lát ổng về là con cho ổng bài học á. Thôi chính về chính gói bánh đi. Bài học gì nữa mày tính làm gì hả? Thôi kệ con đi, cứ để đó con lo cho, chính về đi. Thôi nha, bất ngờ là không có vui nha. Giờ vừa phải thôi à. Rồi con biết rồi. Ừ, về nha, một bó bông phải không? Rồi một bó thôi. Rồi nha. Đừng có làm gì bậy nghe chưa. Rồi con biết rồi. Ghê vậy. Con mén này biểu lấy bông về sớm rồi đem qua đây giùm cho nó tươi. Mà trưa trật rồi không thấy bông đâu hết trơn. Trời, kỳ ghê. Chính. Ủa? Sao trễ dữ vậy? Chính thông cảm con cái. Con đi ngoài đầu đường, xe con bị bể. Rồi con gửi giá ngoài đó rồi. Con chạy bộ vô đây ăn dao bông con Chính luôn nè. Hiểu rồi. Cái đường đá dăm không à. Cái bánh xe mày mà mỏng cái là nó chém nát liền. Đây đây, thằng con của Chính đây. Dạ. Rồi con bó đó của ai vậy? Này của anh Tài, con đem anh Tài. Thôi đem qua cho nó đi. Dạ thôi con tranh thủ đem qua anh Tài luôn nha. Chắc qua bên đó chắc cũng bị chửi chập nữa. Dạ, thôi con đi Chính ơi. Dạ. Thôi đi. Dạ. Chính, cho con ly nước đi. Ờ.
Thiệt á, con chán thằng chồng con ghê á. Con đi kiếm nó từ hồi sớm giờ không biết nó đang chui vào cái xó nào nữa, thiệt á chứ. Trời đất ơi, kiếm cái gì nó đi bỏ bông cho người ta. Mà bánh xe nó bị đá dăm ngoài đầu đường á, đâm lũng nó phải giá xe ngoài. Rồi nó lội bộ đi đem bông vô đây nè. Ủa, bánh xe ông bị bể thì đáng lý ra là đi qua giá chút xíu là xong rồi. Con ngồi chờ ở ngoài chợ mỏi cổ luôn á, cũng thấy ổng đâu hết á. Mẹ ơi, nó gửi xe đặng giá rồi nó lội bộ đi, nó đem bông qua đây, rồi nó đem bông qua bên cho vợ ông Tài. Cái gì? Qua cho vợ ông Tài hả? Ờ, thì vợ ông Tài nó đặt mà. Nó tới số với con rồi. Cái gì vậy? Ủa, Mén, Mén. Trời đất ơi, con nhỏ này. Rồi qua, chết cha. Mén ơi. Vô, đó, 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 quay về nè, để cho mọi người biết là con Hồng nó có thể nhậu ở nhà được. Vô. À, chị Hồng ơi, ấy mấy chị, chị quay chị né né cái mặt em ra được không? Chứ để vợ em mà biết cái là bà nội cũng đỡ, chú Khôn cũng phải vẫn chơi với vợ em đâu. Trời ơi, chú cứ lo quá. Con Mén á, nó là em chồng của tôi, có gì tôi nói nó một tiếng, có gì đâu sợ. Chị biết cái nết của nó rồi đó, nó mà nghe ai chị ơi. Nói gì? Nó tới luôn rồi. Nói gì? Giờ nó tới rồi nè, nói nghe coi. Chị Hồng, nói giùm em tiếng chị Hồng. Nói giùm em tiếng đi chị. Không hay quá ha. Chồng con vậy tối ngày chỉ biết ăn với nhậu à. Bữa nay lết xác qua tới đây nhậu luôn rồi đó hả? Chị Hồng, chị Hồng, đỡ. Thì rủ ông nhậu chung thôi. Cái gì? Rủ chồng tôi nhậu chung hả? Bữa nay chị rủ tới chồng tôi qua đây luôn hả? Ủa, chị, em ơi, bình tĩnh. Cái gì vậy? Nè, nè, nè. Trời ơi, dừng lại đi. Hai đứa bay làm cái gì vậy? Bình tĩnh đi. Cái chuyện gì đây? Hả? Trời ơi. Rồi bà Chính qua đây làm chi? Về nhà lo gói bánh đi. Về đi, không có chuyện gì đâu. Mày với mày vừa phải phải thôi. Cái miệng con Mén nó cũng không có thua gì cái miệng của mày. Chuyện này mà hả, bung lụa ra cái xóm này ha, là mày mắng nhục đó. Không có giỡn đâu. Trời ơi bà Chính. Ủa bà Chính tưởng con nhậu thiệt hả? Đúng rồi đó Chính, không có nhậu gì đâu. Chị Hồng á, chị lấy nước lã chỉ đổ vô đó rồi hai chị em uống qua ông lợi chơi chơi vui vui thôi hả? Cái gì? Nước lã hả? Nó đúng Chính, công tâm đi Chính. Ơi, bài chuyện ra không à. Hai bữa đó bay đi về đi, không có gì hết trơn á, đi đi, đi đi. Bữa sau mà ngủ chồng tôi nhậu nữa là tới đón tôi nha. Không có nhậu, nước lã không hà, đi đi. Về mà về. Tết về. Nhất công chuyện còn nhiều lắm, đi về. Về anh nướng khô hai vợ chồng mình nhậu ha. Mày làm cái gì vậy hả con quỷ? Trời ơi, có làm gì đâu, thôi kệ, Chính để nó con lo cho. Nữa à, cái câu này là nói hoài nha. Để đó con lo, để đó con lo. Rồi thằng chồng bay ngang, nó coi cái livestream của mày á ngang. Rồi nó về nó ký cái lũng đầu này, nha. Thôi không có gì đâu, chồng con không có sao đâu Chính. Bà làm vậy á, không có chừa. Chừa cái gì? Mày bày ra cái này làm chi vậy hả? Bữa Chính nói mày làm sao? Thôi. Trời ơi, thì mấy cái chuyện này Chính bài ra Chính chỉ con chứ đâu. Trời ơi, Chính chỉ một đàn, mày làm một nẻo. Mày làm cái chuyện này nghe, rồi thằng Tài nó về nó đổ hết lên đầu tao nè. Tao gánh không có nổi đâu. Dẹp đi. Em có bị sao không? Con Mén có làm gì em không? Hả? Không, không, không. Cái con gì Mén không có làm gì nó trơn. Nó làm gì người ta nghe. Mày tính sợ là sao Chính? Chuyện gì vậy Chính? Tao không có gánh nổi đâu. Ủa là sao? Là chuyện gì xảy ra mà sùm vậy? Em rủ chồng Mén qua nhậu chung. Xong rồi cái nó la sùm chứ có gì đâu. Nhậu chung luôn hả? Là nhậu giả bộ mà. Mà mấy cái trò này em bày ra hả? Chứ không phải thiệt là vậy đúng không? Trời ơi trời, bớt giùm tôi đi. Làm ơn ở nhà nấu cơm, nấu nước, chăm chồng, chăm con giùm đi. Tại sao lại bày những cái chuyện vậy nữa? Hên là con bé nó không làm gì á. Nó con nhỏ đó, nó tính nóng, nó có máu điên nữa. Nó làm cái gì thì sao? Nó rồi một sống một còn với em thì sao? Trời ơi, chứ em ở nhà nấu cơm á, chồng có ăn đâu. Chồng đi nhậu hoài à. Vậy thôi, em nhậu luôn cho giống chồng. Thôi đừng có nói vậy nữa. Bây giờ anh khác rồi. Anh cũng biết cái lỗi của anh rồi. Mà em cũng bớt bài trò lại đi. Bây giờ mấy cái chuyện cũ, năm cũ bỏ qua hết. Qua năm mới, anh hứa với em là anh sẽ ngoan hơn. Em cũng phải ngoan hơn nghe chưa? Em hứa. Mong queo. Mong queo. Mày. Mày. Đêm Noel, đêm Noel, anh có quà cho em. Cho ai? Hết rồi mày.
Trời ơi, quá trời, quá đất rồi, quá đẹp rồi. Ủa, quà cáp gì đâu dữ vậy? Quà Noel nè, cái vỏ cũng đẹp dữ trời. Tặng Hạnh đó hả? Dạ. Ủa, rồi Noel... chú Hai, chú Hai mua quà tặng gì Tư đi. Trời đất ơi, đủ bay bày đặt ba cái quà cáp chi cho nó tốn tiền. Hồi xưa tao đó, có quà Noel nó yết gì đâu. Trời, chú Hai nói vậy cũng đủ được. Mình gọi là mình thương ta là mình phải có quà mình tặng ta, mà đặc biệt là mình phải canh me những cái dịp lễ Tết rồi này nọ. Né giống Noel nè, mua quà tặng một cái là người yêu của mình thương mình nhiều hơn. Trời đất ơi, phụ nữ đâu phải người ta thương mày là nhiều ba cái quà đâu. Vì Noel cũng quà, rồi sinh nhật cũng quà, bài vẽ ra làm chi cho nó tốn tiền, tốn của gì không biết. Không, cái đó là cái tấm lòng mình mà, cái tình cảm mình đặt vô đó. Mình mua quà mình tặng đó thì không lẽ bây giờ mình yêu cái mình nói mình yêu vậy thôi. Nó nhàm lắm, nhạt nhẽo lắm. Mình cho nên mình phải có quà mình tặng. Nè bây giờ con mua con tặng Hạnh nè, Hạnh sẽ yêu con nhiều hơn. Giống như bây giờ chú Hai mua tặng gì Tư, cái gì Tư khoái 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 liền. Mà đặc biệt là mấy cái kiểu mà mới quen tìm hiểu nhau rồi nọ, có quà cái bắt đầu cái nó dẫn đến cái chuyện mà sẽ yêu nhau rồi cưới nhau luôn. Cái vợ chồng nhà mặt về ở với nhau rồi phải không, có con có cái cũng tặng quà nhau, cái cuộc sống mình hạnh phúc hơn. Ô tụi bay bởi vì bây giờ không ăn không ngồi rồi suy nghĩ ba cái tàu lao. Người ta quan trọng là cái tình cái nghĩa chứ ai đâu quan trọng là mấy cái quà cáp. Quà cáp đó là cái vật đó là ngoài thân phải không đó, tặng ai rồi tặng ghét rồi tụi bay thấy nó cũng nhàm chứ. Ủa gì chú Hai, cái này giật hoài thân nhưng mà mình mua quà mình tặng cái đó là cái tình mà, chứ đâu phải là kiểu mà ở ngoài không. Mình nghĩ tới cái người mà mình yêu thương, cái tình cảm mình dành cho họ, mình muốn mua quà mình tặng họ, mà ngay cái dịp Noel nữa là quá xứng đáng để tặng quà. Ủa phải tặng quà hả? Phải tặng quà. Nếu mà món quà nhỏ vậy đó là tình cảm nhỏ, còn món quà lớn thì mới được tình cảm nhiều phải không? Trời, chú Hai nói mất bé con nữa. Nói chung là bây giờ là mình muốn người ta thương mình nhiều hơn, mà mình nói miệng quà không được. Cho nên là bây giờ không lẽ nói quà nó quà, cho nên mình phải có quà tặng. Con thấy vậy là hợp lý nhất, là tuyệt vời nhất. Tao nói với tụi bay đừng có chê tao lạc hậu, chứ tao nói thiệt nha. Hồi nào tới giờ tao có tặng quà, tặng cáp gì cho ai đâu. Tao cũng ở với thím Tư mày cũng tới già, chứ có gì đâu. Tao thấy bà cũng thương yêu tao còn mấy điều còn hơn mấy con bay bây giờ nữa. Không, nhưng mà nó sẽ yêu hơn, thương hơn. Tóm lại là phải có quà hả? Dạ, phải có quà chứ. Nè, bây giờ con hỏi chú Hai nè. Chú Hai có muốn tranh cái chức mà trưởng ấp chứ là chú Ba không? Chú Hai có muốn được cái tình cảm của dì Tư không? Muốn chứ mày. Thì mình phải có quà. Quà cho bà Tư hả? Đúng rồi, mình muốn là mình phải có. Nói á, thì nói chơi với tụi bay vậy thôi. Chứ trời đất ơi, từng tuổi này mà, từng trải mà con, đây nè, chuẩn bị sẵn cho bà Tư đây nè, bà thấy không? Vậy là cũng có quà. Có chứ. Trời ơi, nãy giờ nói vòng vòng, ôi ôi, chung xốp nha. Hả? Trời, quà bự hơn luôn. Chứ sao? Chú Hai, tuyệt vời. Trời hên quá. Trời dạ. Hên quá. Dạ sao anh? Ủa chú Ba đi đâu vậy? Đi công chuyện. Đi đâu? Công chuyện hả? Rồi mày đi đâu? Con hả? Con mới từ trên xã vậy. Chú đi đâu vậy? Đi công chuyện. À, con đi lên trên xã. Tính ra coi mấy chỗ nào bán đồ đẹp đẹp, mua đồ tặng Noel bà xã con. Trời ơi, vợ chồng mà cũng tặng quà nữa hả? Chú nói sao trời, mình vợ chồng mình ở nhau nay mấy năm mình cũng phải có quà cáp cho vợ mình vui chứ. Con không phải riêng cái ngày hôm nay không đó nha. Con là 8 tháng 3 nè, ngày lễ tình nhân nè, Tết mình, Tết ta, Tết Tây. Nói chung là cái gì mà liên quan tới ngày lễ là con tặng à, để cho vợ con vui. Thôi nói chung là mình có qua có lợi chút xíu, vợ mình có tặng mình không cũng được. Nhưng mà miễn sao vợ mình vui trên quê cả làng. Là cái tuổi trẻ tụi bay thì nó khác với tao hồi xưa. Chứ hồi xưa tao với má có tặng quà cái gì đâu. Không, mà tại vì hồi đó theo con nghĩ là gia đình mình cũng nghèo rồi đâu có tiền đâu mua quà cáp chi, đúng không chú? Chủ yếu là cái tình cảm trao nhau được rồi, đúng không? Con nói là cũng phải á. Dạ. Hồi xưa là nghèo quá rồi không có tiền. Dạ. Rồi muốn mua món quà là cũng tiện đâu mua thì đó. Rồi hai đứa là mua không biết bả có vừa lòng á, cái nó phiền phức lắm mẹ ơi. Thì đó, mà con nói chú nghe nha, công nhận hồi xưa á, tính ra tình cảm của như cỡ chú trở lên á, mà hồi xưa á là phải nói là đậm thấm theo kiểu mà giống như là lúc đó kiểu tay trắng tay nhưng mà vẫn là ấm nồng, đúng không? Còn tụi con bây giờ là khác. Tụi con bây giờ là nói chung là cái gì nó cũng hiện đại trơn rồi.
nó cái gì đó, nói chung là phải có chút cái gì đó gọi là vật chất thì đó mình mới hâm nóng được tình yêu đó. Dạ. Ý là mày nói tao đi tặng quà lại cho bả hả, vợ tao hả? Dạ đó thì tặng quà đi chứ. Mày quên rồi, tao với bả thôi lâu rồi, không lẽ tao xách quà từ đây tao qua Vĩnh Long tao tặng bả đây cho bả nói tao thằng khùng hả? Không phải, chú làm gì không đúng. Mặc dù là bây giờ mình có ly dị hay mình chia tay rồi thì mình vẫn là bạn đúng không, thì mình vẫn là bạn bè, thì chú giờ chú tặng quà thì thím thấy vậy là thím cũng vui. Ê, đó nhưng mà thím vậy là chú thấy được ờ thôi kệ, bạn bè tôi nay tôi gửi cho em vậy không, không còn là tình yêu thì là tình bạn. Không, bây giờ mày nói tao mới nhớ. Dạ. Ví dụ như là bà thì coi như là thôi mấy năm rồi. Dạ. Vậy ra bây giờ bà yên phận, bà dừng lại, bạn mới đang có kép nữa không. Ờ. Biết mua quà tặng ai không? Trời, có mua quà đâu anh tặng ai vậy? Dì Tư bán cà phê. Trời ơi. Hay à, chú tặng cho dì Tư á là cũng có lợi lắm nha, để sau này thí dụ mà có tranh cử mà trưởng ấp á là dì Tư là có lợi cho chú ba lắm á. Tại vì sao trong nguyên cái xóm này nè, coi như là như nguyên cái làng luôn á, là coi như ai cũng là thân thuộc với bả trơn á. Cái gì cũng thông qua bả trơn mà. Ghê. Tao cua chút xíu nữa dính rồi. Nhưng mà giờ tao thấy nó lúc là tao cũng tao ngại quá, ra tao giữ cái tình bạn cho tới giờ. Giờ là tặng quà tặng lấy lại chút tình cảm ngày xưa. Dạ. Tao quên nữa. Dạ. Thôi sẵn nha cho chú ba có gian vô trong rồi. Đi từ đầu làng tới vô đây trời ơi, nó không ai có gian, mỗi cẳng gần chết luôn à. Cái gì mày? Hèn chi nãy con chạy từ đầu hẻm mới vừa quẹo vô thôi là tự nhiên mắt con giật dữ lắm á, nó báo con linh tính là giống như có người mà xin đi ké vậy đó, còn không biết ai là giờ là chú á. Tao đục cái đầu mày vừa ké. Cô Tư ơi. Tư ơi Tư. Tư ơi nhà cô Tư ơi. Tư ơi Tư. Đâu rồi kìa. Ủa? Đó là cái nghề Noel tên dành riêng cho bạn trai bạn gái, bạn gái bạn trai. Rồi ông đâu đây? Rồi phải không? Ôi trời ơi, hôm nay là ngày Noel dành cho bạn trai bạn gái. Cười. Mắc cười cười chứ sao? Đi cười. Ý ông nói là ông Noel tặng thêm cô Tư là bạn gái ông hả? Chứ còn gì nữa. Trời ơi. Trời xin lỗi ông nha. Nhắc cho ông nhớ rõ ràng từ chữ một. Từ lúc ông chưa về hôn về sớm này là tôi là người thương của cổ. Đó nắm gì dĩ dãn rồi, xưa lạc hậu rồi, còn bây giờ nè, hiện tại bây giờ nè, tôi á là gì, là gì, nói đi. Tôi mới là bạn của cổ, phải không? Tôi tưởng ông mà nói ông mà bồ của cổ là tôi đi về liền á. Bồ thì chưa, không phải bồ, phải không? Ừ. Nhưng mà người bạn thân, vậy thôi. Giờ ông xác nhận là bạn thân, phải không? Ừ. Thì tôi cũng là bạn thân vậy. Nhưng mà không có được, cổ là bạn của tôi. Bạn tôi. Đừng nói đem quà Noel nha. Phải không? Nói cho ai? Sao được rồi? Đó chắc cỡ 10.000, có giờ mới rõ đâu biết cỡ 10.000 rồi. Hàng nghĩa địa chứ gì. Dạ nó sốc ta. Vậy chứ gì nữa. Hàng đẹp như gì, cái túi đẹp như gì, làm gì có vụ 10.000 không. Đây nè, thấy cái túi không? Thấy cái túi là biết hàng xịn nè. Còn có ông là dởm rồi. À, thôi về đi, đứng đây nhục lắm. Thấy cái túi xịn nhưng mà ở trong cục xà bông đá hay sao? Không có đâu, thôi về đi. Ông về đi, túi mới xịn nè. Đá mới xịn nè. Túi mới xịn nè. Thôi, dỡ. Túi mới xịn cái gì? Túi mới là đồ xịn nè, ông đồ đi ngoài trong đẹp chứ trong tặc gì đâu. Ủa? Hai anh qua uống nước hả? Làm gì mà rơm rã dữ ha? Quá, năm ơi, Tết, Noel nè, tặng quà Noel như cô Tư vậy đó. Noel là xưa rồi, xin của mấy ông, xin của mấy ông. Tặng quà cho em. Trời ơi. Nó đưa quà, tôi không thấy ông có nhiệt tình nữa mà. Thấy chưa? Dạ. Dạ, anh ngồi đi uống gì? Dạ. Ngồi kế cho mày nha. Dạ. À, trời ơi, thôi giờ em nôn quá. Bỏ quà. Trời ơi, em bị rối luôn á. À, thôi uống gì lát nữa từ từ em coi như chầu này em lo. Đúng thôi gì cô Tư ơi. Nhớ nha, cái bệnh này của tôi nha, còn cái bệnh của con trai già này. Dạ. Bự này là của tôi nè. Dạ em nhớ rồi, cái vỏ sọc này á là của anh hai. Còn cái màu tím này á là của anh ba. Nói thiệt á, tự nhiên thấy cảm động quá à. Muốn rớt nước mắt vậy đó. Thôi có gì đâu khóc cô ơi. Tại anh hai không biết á thôi á. Từ hồi nhỏ tới giờ, hồi cha sanh mẹ đẻ tới lúc lớn lên á, chưa có ai tặng quà cho em trơn.
Ủa, vậy còn ông chồng trước của cô ở cho tới chết cũng chưa tặng cô món gì hả? Chưa kịp tặng là ổng đi mất tiêu rồi. Hồi xưa á, là cái thời con gái ha, cái bắt đầu thích nhau, rồi cặp bồ, rồi quen, rồi cưới, rồi về nhà còn gây lộn nữa, rồi xong ổng đi luôn đó chứ đâu có tặng kịp. Ủa, rồi mấy cái thằng mà nó thương cô sau này đó, bạn của cô đó, dạ, nó cũng không có tặng cho cô món gì chứ hả? Thôi ông ơi, dạ, nó có chuyện của ông tặng quà kể ông đi, đừng ông nói đang móc họng ở đây nữa. Trời đất ơi, tôi nói với chuyện với cô tới bộ ông hả? Bộ ông ở xong có tịch hay không nhúng nhích? Thì tôi là bạn, tôi tặng quà, ông nói tôi đau chứ. Đau gì? Ủa, anh hai nói là bồ cũ, tự nhiên ba lên tiếng khác nào, xưa anh ba bồ em không có. Hồi xưa ảnh khoái em chứ em không có khoái ảnh. Thì đó tôi nói mấy cái thằng khoái cô á, không có tặng luôn hả? Ông nhận hàng được chứ. Dạ. Ý là tôi nói là tôi xém thôi, xém. Dạ thôi, nói chứ ngày hôm nay là thiệt á, từ nào giờ á, chưa được tặng quà mà đã vậy còn hôm nay nhận quà gì? Quà Noel hả? Noel. Nhiều cái lần đầu tiên trong đời quá thiệt, em ngại ghê. Không ấy, em xin phép hai anh cho em khui quà nha. Ờ, thôi cứ khui thoải mái, coi có vừa ý không, nếu không vừa ý tôi đổi lại. Dạ. Nhưng mà đồ tôi là đồ xịn hơn, đẹp hơn á, đẹp hơn. Đồ tôi đồ Mỹ à. Nó mềm quá. Mỹ thò chứ Mỹ gì, tôi là đủ đứt, đứt. Đó, thấy không? Chữ USA nè. Cái gì vậy này? Trời ơi, cái này cái gì vậy trời? Nó ngoài mà tặng quà. Tặng quà đi cướp. Trời ơi, vậy mình đi tặng bạn gái mà tặng cái quà kỳ cũng. Ít ra là phải được cái hộp màu tím như vậy nè. Em cảm ơn ba nha. Chưa. Tặng quà là chính xác. Tặng quà là mày không? Trời ơi, quê thiệt, quê. Anh ba. Cái gì đây anh ba? Anh ơi, cái gì mà anh ơi, hả? Anh ơi, cái gì mà ơi? Anh nhìn quà của anh đi. Trời ơi, hồ đồ. Hai ông giỡn mặt với tôi đúng không? Hả? Nghĩ sao tặng tôi mấy cái thứ này vậy trời? Trời đất ơi, cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ. Nghĩ làm sao một người phụ nữ như tôi quá chồng mà tặng cho tôi mấy cái thứ này. Người ta cái gì cũng có giá. Bưởi có giá của bưởi, cam có giá của cam, chanh quýt có giá của nó. Tự nhiên tặng tôi cặp tắt á. Tôi nói thiệt nha, tôi cho hai anh 5 phút để rời khỏi cái quán này. Từ rài sắp lên đừng bao giờ qua quán tôi nữa. Bực mình quá đi mà. Ui là trời. Ông á, ông á, ông á. Tôi đó là tôi mua đó là tôi đã kêu con mẹ bán đó là lấy hết số cho tôi. Đó, hết sai hết số luôn. Mà sao lấy gì mà bữa nay dòm bả rồi dòm lại cái này nó nhỏ xíu à. Ông nói hết số là vậy, cái số nó tới đó đã hết. Còn tôi đặt là tôi nói bán cho tôi cái mẫu luôn mà dư hấu loại một mà mình còn không dư. Chú ba ơi, chú ba. Chú Hai ơi. Trời, chú ba lấy lộn cái của con rồi, con nghĩ sao nhỏ vợ con nó nhỏ xíu con mà đưa bằng thương cái gì tôi bị giỡn quá trời luôn, cái này có mày không? Đúng rồi nè, trời nghĩ sao đưa cái khủng long vậy trời. Này của tôi nói không, đi trang mà. Trời ơi, sao vậy? Còn con nè, con cái mặt con nè chú Hai. Trời ơi, con ngành nó có chút xíu ấm giờ ấm nhách à. Lấy lộn của chú nè, cỡ vậy nè. Rồi mày bị đánh luôn hả? Ơi, cái đó của tím tao. Trời ơi, tao. Chú Hai ơi, là chú Hai. Con bị đánh mà con lấy cái này con che xong cái nó quất cái này. Này, tao giọng bị chửi này giờ tan nát cái dân trội luôn. Ủa? Nè. Ai chửi? Thằng gì tư rồi luôn này. Này bà bấm giữa bấm chữ ra. Tan nát luôn. Cái này là do hai chú sơn sát. Đâu phải sơn sát. Tao giọng lộn sai.